Thầy cũng xin chào các em. Thầy là giáo viên Kiều Phú Quốc dạy một môn công nghệ, và môn công nghệ chính của chúng ta là ở năm lớp 9 là chúng ta sẽ được thầy giới thiệu về nghề điện nhân dụng nha các em. Như vậy ở bài đầu tiên thầy giới thiệu với các em là bài nghề điện nhân dụng. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vai trò vị trí của nghề điện nhân dụng trong sản xuất và đời sống. Thì ở đây thầy giới thiệu hình ảnh của những người làm nghề điện nhân dụng này các em. Đấy, các em quan sát ha. Thì các em trả lời cho thầy câu hỏi như sau. Là những người thợ làm trong cái hình trên thì họ làm công việc gì và làm ở đâu? Họ làm công việc lắp đặt sửa chữa điện, và nơi làm việc của họ thì các em thấy nơi làm việc của họ là ở nhà ở nè, lắp đặt đường dây dẫn điện nè, trên các cái cục điện, rồi trong các cái cơ quan xí nghiệp. Như vậy thì ta có cái rút ra kết luận về vai trò vị trí của nghề điện nhân dụng trong sản xuất và đời sống như sau. Nghề điện nhân dụng rất đa dạng nha các em. Nó hoạt động ở tất cả các lĩnh vực mà có sử dụng điện. Như nhà ở chúng ta nếu có sử dụng điện là có phải phải có nhờ những người làm nghề điện nhân dụng để lắp đặt, sửa chữa cho chúng ta. Ở cơ quan cũng vậy. Thí dụ như là trường học của mình, cơ quan làm việc của ba mẹ các em nè. Rồi xí nghiệp cũng có những người làm nghề điện nhân dụng. Như vậy thì do cái vị trí nó hoạt động đa dạng như vậy đó, thì nghề điện nhân dụng nó có vai trò quan trọng. Nó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước của chúng ta. Như vậy các em ghi bài phần này vào ha. Như vậy thì chúng ta bước qua phần số 2. Là thầy giới thiệu với chúng ta là đặc điểm yêu cầu của nghề điện nhân dụng. Thứ nhất là chúng ta cùng nhau tìm hiểu đối tượng lao động của nghề điện nhân dụng. Thì thầy có tất cả là 5 hình ở đây. Các em quan sát 5 hình này và kể tên các đối tượng lao động có trong hình. Như vậy thì các em thấy là ở hình số 1 á, ở hình số 1 đó là cầu dao nha các em, cầu dao. Hình số 2 nó cũng là một cái dạng cầu dao nhưng mà nó cao cấp hơn, và mình đã được học, đã được thầy cô lớp 8 giới thiệu á, đó là được gọi là automat, hay còn gọi là bây giờ người ta gọi còn gọi là CB, CB. Và CB này em thấy nó có hai cái tay nắm nè, thấy không em, hai tay nắm đây nè. Thì CD này là người ta gọi là CB hai pha, CB chống giật đó, CB bảo vệ đó, khi có sự cố là lập tức nó ngắt điện liền nha. Cái hình 3 này là cái phích cắm. Cái hình 4 này á, là cầu chì nè, công tắc nè, ổ điện nè. Rồi hình 5 này cũng là một cái CB nhưng mà em thấy nó chỉ có một cái tay gạt thôi. Thì CB này người ta gọi là CB một pha. Như vậy thì các đối tượng lao động mà thầy vừa kể thì người ta gọi tên chung nó là các thiết bị đóng cắt và lấy điện. Chúng ta nhớ ha. Và đây là đối tượng mà mình khi làm nghề điện nhân dụng mình phải biết. Biết cách lắp đặt, biết cách kiểm tra nó như thế nào. Rồi đối tượng lao động thứ hai đó là nguồn điện. Thì về nguồn điện thì chúng ta có là nguồn một chiều. Nguồn một chiều đây là hình 1, đây là cục pin nè các. Hình 2 này là cái bình ắc quy nè, trong xe sử dụng trong xe ô tô nè, xe gắn máy của chúng ta đấy, để cung cấp cho đèn chiếu sáng, cho càng đó. Rồi mình có đối tượng thứ hai của nguồn điện đó là nguồn điện xoay chiều. Nguồn điện xoay chiều thì ở đây nó có hai cấp điện áp là 220V là dùng trong mạng điện sinh hoạt,
và 380V là dùng trong mạng điện sản xuất kem nhớ nha. Và cái nguồn điện xoay chiều này á, thì nó sẽ được dùng, nó được tạo ra là bởi máy phát điện xoay chiều nha các em. Chủ yếu hiện nay chúng ta đang sử dụng là được tạo ra bởi máy phát điện xoay chiều. Và cái nguồn điện xoay chiều này là do nhà máy điện của ngành điện lực sản xuất ra và cung cấp cho chúng ta sử dụng. Còn một cái nguồn điện một chiều nó còn được tạo ra bởi nguồn điện, xin lỗi, nguồn điện xoay chiều nó còn được tạo ra bởi nguồn điện một chiều nữa. Bằng cách nào? Bằng cách người ta lắp một cái mạch để chỉnh lưu nó từ điện xoay chiều biến đổi thành từ điện một chiều biến đổi thành điện xoay chiều để sử dụng. Hoặc ngược lại, người ta cũng có thể biến đổi từ điện xoay chiều thành một chiều để sử dụng, tức là hai cái nguồn đó có thể biến đổi qua lại. Nhưng mà ở đó là người ta dùng những cái mạch điện tử hoặc là những cái mạch biến đổi, thì chúng ta sẽ học ở cấp cao hơn, thì chúng ta chỉ cần biết là như vậy thôi ha. Thì đối tượng lao động thứ hai của nghề điện dân dụng của mình là mình phải biết là biết cái gì, mình phải biết cách kiểm tra. Ví dụ về nguồn điện một chiều, mình phải biết cách kiểm tra là đấu cực như thế nào cho nó đúng nè, cực dương cực âm, nó có cực dương cực âm, mình phải đấu cho nó đúng là một. Cái thứ hai mình phải biết cách đo nó là bao nhiêu volt. Rồi điện xoay chiều thì mình phải biết cách sử dụng nó là bao nhiêu volt, và biết cách kiểm tra dây nào là dây pha, dây nào là dây nguội. Điện một chiều, điện xoay chiều một pha thì nó có hai pha, là một dây pha và một dây nguội, dây hai còn gọi là dây trung tín. Còn điện xoay chiều thì nó còn lại có là điện xoay chiều ba pha là ba dây pha, hoặc là ba pha ba dây là có ba dây pha, hoặc là ba pha bốn dây thì chúng ta có ba dây pha và một dây trung tín. Đó là đối tượng thứ hai thầy giới thiệu với các em. Đối tượng thứ ba là các thiết bị đo lường, các thiết bị đo lường điện, và đây cũng là một đối tượng lao động của nghề. Khi mình làm nghề mình phải biết cách sử dụng nó. Đối tượng đó là gì thì chúng ta quan tâm, nó có nhiều lắm ha, nhưng mà ở đây thầy giới thiệu cho chúng ta hai đối tượng mà mình nên quan tâm kỹ. Đối tượng thứ nhất là cái đồng hồ VOM này nè, hình số 1. Đồng hồ VOM ở hình số 1 thì chúng ta thấy đó, đây là cái đồng hồ đo cơ, nó có thể dùng để đo điện trở nè, đo điện trở, đo hiệu điện thế nè, đo cường độ dòng điện nè. Đấy. Và đồng hồ này thì người bất kỳ người thợ điện nào cũng phải có nha các em. Thứ hai là cái công tơ điện, cái công tơ điện, hay còn gọi là cái điện năng kế đó. Công tơ điện hay còn gọi là điện năng kế. Thì cái công tơ điện ở hình 2, hình 3 cũng là công tơ điện luôn. Như vậy thì nó khác nhau chỗ nào? Thì các em thấy nè, cái này là nó có mặt số nè, có cái đĩa nhôm để quay nè, khi đĩa nhôm mình quay thì những con số này nhảy nè. Thì cái công tơ này nó đo kiểu này, nó gọi là công tơ đo kiểu cơ. Còn cái công tơ này là có những con số, rồi trong bo mạch nó có mạch điện tử rắc trong đây, khi ta xài điện thì những con số này nó tự nhảy giống như cái đồng hồ điện tử mấy em sử dụng vậy đó. Như vậy công tơ này người ta gọi là công tơ điện tử ha. Đấy, đó là thiết bị thứ hai là thiết bị đo lường. Thế thì ta phải biết nó cái chỗ này là cái gì, ta phải biết cách lắp cho cái công tơ này. Mình sẽ có một bài thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là lắp đưa điện vào công tơ và lấy điện ra để đo điện năng tiêu thụ. Rồi, chúng ta qua đối tượng thứ tư. Các em quan sát hình và cho thầy biết tên các đối tượng trong hình này. Như vậy thì ở hình số 1 là các dây dẫn điện nè các em. Ở hình số 2 là cái ống dây, ống để luồn cái dây dẫn điện này bên trong nè. Hình số 3 cái kìm này là cái kìm tuốt dây nè. Cái kìm này là kìm răng nè. Cái này là cái tua vít nè. Như vậy những đối tượng này thì người ta gọi chung là thiết bị. Xin lỗi, người ta gọi chung là vật liệu và dụng cụ làm việc. Nhớ ha, thầy nhắc lại. Dây dẫn điện, ống dây, kìm tuốt, kìm răng, tua vít,
thì người ta gọi tên chung là vật liệu và dụng cụ làm việc. Nhớ ha. À, vật liệu là cái gì? Là cái dây dẫn điện và cái ống dây. Còn dụng cụ làm việc là kìm răng, kìm mỏ nhọn, kìm tuốt, tua vít. Rồi cuối cùng là các loại đồ dùng điện. Đây, các loại đồ dùng điện thì chúng ta thấy nè, chúng ta có đèn nè, đèn nè, quạt. Ngoài ra chúng ta còn có bếp điện, bếp điện thì có bếp điện từ, ấm đun siêu tốc vân vân nha. Thì đó cũng là những đồ dùng điện là đối tượng mình phải biết, tức là mình biết cái gì, mình biết cách lắp nó nè, mình biết cách sửa chữa nó nè. Rồi như vậy thì chúng ta qua nội dung số 2 của phần này, đó là nội dung lao động của nghề điện dân dụng. Thứ nhất là ở nội dung này là chúng ta lắp đặt mạng điện sinh hoạt và sản xuất, tức là công việc đầu tiên của người làm nghề điện dân dụng là lắp đặt mạng điện sinh hoạt và sản xuất. Thế thì em có biết nội dung này cụ thể là bên ngoài người làm nghề điện dân dụng họ làm công việc cụ thể gì hay không? Rồi ai cho thầy biết? À, như vậy thì người làm công việc nè, em nhìn hình nè, đấy, đang làm nè, đấy. Thì người ta đây là dây đường dây âm tường đó, người ta đang đục tường để người ta gắn đường dây vô nè, đó, đường dây gắn lên nè, em thấy không? À, đó là công việc lắp đặt mạng điện sinh hoạt sản xuất. Thì nếu mà lắp đặt trong nhà của chúng ta thì gọi là mạng điện sinh hoạt, còn lắp đặt trong cơ quan xí nghiệp thì gọi là mạng điện sản xuất. Ha, à, rồi. Công việc thứ hai là lắp đặt các thiết bị và đồ dùng điện. À, đó là như thế nào? Người ta làm những cái công việc cụ thể gì? Rồi, các em quan sát đây, gắn đèn nè, gắn đèn. Và khi gắn đèn xong thì người ta còn gắn thêm công tắc, cầu dao, cầu chì, vân vân. Thì gắn đèn thì gọi là thiết lắp đặt đồ dùng điện, lắp đặt thiết bị điện là gắn công tắc, gắn cầu dao, gắn CB, ổ điện. Đấy. Cuối cùng vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. Có nghĩa là làm công việc gì các em? Vận hành có nghĩa là sau khi người ta lắp đặt các thiết bị đồ dùng điện xong thì người ta sẽ đóng điện và người ta kiểm tra lại xem coi là đèn quạt nó có hoạt động bình thường hay không. À, sau khi kiểm tra xong mà nếu mà thấy là đèn hoạt động bình thường thì thôi, còn nếu có cái đồ dùng điện nào mà nó không hoạt động bình thường thì người ta sẽ kiểm tra và người ta sửa chữa lại nó. Đó, đó là công việc bảo dưỡng sửa chữa. Rồi sau đó một thời gian thì nếu có hư hỏng gì thì cái nơi mà sử dụng đó người ta báo cho mình thì mình quay lại mình lại làm công việc bảo dưỡng sửa chữa tiếp tục ha. Thì cái tất cả những công việc mà nãy giờ thầy nói đó là vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa. Đó là tất cả cái nội dung lao động của nghề điện dân dụng chúng ta. Rồi phần này các em ghi bài vào. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. Về điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng thì chúng ta có 4 điều kiện như sau. Thứ nhất là cái nghề này thì chúng ta thấy là làm việc ở trong nhà cũng có mà làm việc ở ngoài trời cũng có. Tức là trong nhà chúng ta cũng có sử dụng điện, chúng ta cũng phải lắp mạng điện, lắp đồ dùng điện. Mà ngoài trời cũng có. Ví dụ như là những cái đèn mà chiếu sáng ngoài sân hoặc là đường dây điện đi ngoài cục điện ngoài trời. Đó là thứ nhất. Điều kiện thứ hai là nghề này chúng ta thấy là họ làm việc ở trên cao. À, có leo cao ha. Thứ ba là nghề này không có ở chỗ, không có ngồi chỗ làm mà phải đi tới đi lui, đi theo những cái công trình xây dựng. Ví dụ công trình xây dựng là di chuyển chỗ nào thì cái người làm nghề điện dân dụng này phải đi theo đến đó để làm. Và cuối cùng cái này là quan trọng và chúng ta chú ý nè, nghề này thì là nghề nguy hiểm vì thường tiếp xúc với nơi có điện, tiếp xúc trực tiếp với nơi có điện. Cho nên là mình phải chú ý vấn đề này, không phải đưa ra nói là nguy hiểm rồi mình sợ mình nói nghề này nguy hiểm quá mình không làm, không phải vậy.
Mà để chú ý cho chúng ta khi làm này này thì chúng ta phải rất là cẩn thận, không được lơ là, không được xem thường nó. Nếu chúng ta xem thường đó thì có thể nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta nha. Thì đây là những cái điều kiện làm việc của ngài. Thế thì từ những điều kiện này thì chúng ta có cái yêu cầu của ngài Điện Nhân Dụng. Thì về yêu cầu của ngài Điện Nhân Dụng của chúng ta đó thì trong sách giáo khoa nó mô tả rất là đầy đủ nha các em. Thứ nhất là nó yêu cầu về kiến thức nè, thứ hai yêu cầu về kỹ năng nè, thứ ba là yêu cầu về thái độ làm việc nè, và cuối cùng là yêu cầu về sức khỏe nè. Thứ nhất là về kiến thức á, thì các em có thể là xem sách giáo khoa thêm. Nhưng mà ở đây thì lưu ý các em một cái chỗ nhỏ thôi. Đó là về kiến thức thì tối thiểu để làm được nghề này đó là các em phải tốt nghiệp trung học cơ sở, có nghĩa là hết lớp 9. Thứ hai là về kỹ năng thì chúng ta phải biết những cái kỹ năng là thông thạo những cái kỹ năng của người thợ làm nghề. Đó là chúng ta phải biết cách lắp đặt, biết cách đo lường, biết cách kiểm tra, biết cách sửa chữa khi mạng điện hư hỏng hoặc là lắp đặt mới. Ha. Rồi, về thái độ làm việc dĩ nhiên là muốn làm bất cứ một cái nghề nào thì mình phải có thái độ là yêu thích nghề. Đúng không? Và do nghề này là nghề nguy hiểm thì đòi hỏi người làm nghề phải có thái độ là sao? Là cẩn thận, làm việc là khoa nghiêm túc, cẩn thận và có cái sắp xếp khoa học chính xác. Không được đùa giỡn, không được có thái độ đùa giỡn trong quá trình làm nghề. Nha các em, phải nghiêm túc. Rồi về sức khỏe thì người làm nghề này á, rõ ràng là em thấy nghề này là nó đi lưu động thường xuyên nè, nó trèo cao nè. Như vậy người làm nghề này á, muốn làm được nghề này á thì phải có sức khỏe tương đối tốt. Không mắc những cái bệnh mà liên quan đến tim mạch như là bệnh hoa cao huyết áp nè, các bệnh về tim nè, rồi thấp khớp nè, đấy, rồi phong thấp nữa. Bệnh phong thấp là bệnh đổ mồ hôi tay chân ra nhiều đó, thì cũng không nên làm nghề này nha nghe. Tại vì nghề này thì tiếp xúc với điện nguy hiểm, mà bây giờ mà mình đổ mồ hôi tay chân ra nhiều quá thì khi tiếp xúc với điện nó sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta, cho nên là hạn chế làm nghề này. Và như vậy phần này thì trong sách giáo khoa nó mô tả đầy đủ, cho nên các em đọc sách giáo khoa. Chúng ta qua phần thứ 5 là triển vọng của nghề. Về triển vọng của nghề thì do nghề này thì nói chung là quan trọng và nó có mặt ở khắp mọi nơi, cho nên là về triển vọng của nghề này thì cũng tương đối là có triển vọng. Tuy nhiên hiện nay các em, nhiều nghề này thì rất là nhiều người biết, rất là nhiều người làm, cho nên về cái thu nhập của nghề này, những người làm nghề này thì cũng là đưa đủ sống, dư sống thôi, chứ còn gọi là thu nhập mà cao so với những một số nghề khác nữa thì không bằng, nhưng mà có thu nhập tương đối ổn định và đủ sống, dư sống nha. Và triển vọng của nghề này thì khi chúng ta nếu mà làm rành nghề, làm giỏi nghề thì cơ hội làm việc của chúng ta cũng có nhiều chứ không phải ít. Thì phần này chúng ta có thể đọc ở sách giáo khoa. Rồi về nơi đào tạo nghề thì hiện nay ở thành phố chúng ta đó thì nơi để đào tạo nghề điện dân dụng thì rất là nhiều. Thứ nhất là ở những cái trung tâm dạy nghề của quận nè. Những cái trung tâm hướng nghiệp nè, cũng cả đây cũng có dạy nghề cho chúng ta nè. Rồi những cái trường nếu mà chúng ta học ở mức độ cao hơn là đào tạo ra kỹ sư rồi đó, thì chúng ta sẽ có những cái trường đại học như là Đại học Bách Khoa nè, Đại học Công nghiệp nè, đấy. Rồi những cái thứ sáu là nơi hoạt động nghề. Nơi hoạt động nghề của chúng ta thì hoạt động ở hầu như là chỗ nào có sử dụng điện là chúng ta có mặt chúng ta ha. Như vậy phần này chúng ta cũng xem sách giáo khoa cho thầy ha. Rồi như vậy bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Các em nhớ sau khi xem nghe bài giảng xong thì các em phải
xem cái đường link câu hỏi ở phía dưới của trong cái trang của sở và làm những câu hỏi để lấy điểm kiểm tra thường xuyên, và đọc trước bài 2 để chuẩn bị bài 2 tuần sau thầy sẽ giảng cho chúng ta. Rồi thầy chào các em. Chúc các em thành công.